này lô mà. Mà anh ấy đi trước thì lô mà. Cả điện thoại ấy đúng rồi. Đúng rồi. Lại đi anh ơi, anh có sao không anh? Anh làm sao ấy? Đừng làm em sợ. Anh ơi, anh có sao không? Anh làm sao ấy? Anh đau ở đâu? Đau ở đằng sau này á? Anh có sao không? Em nằm đây lâu chưa nhỉ? Lúc em đến đây là đã thấy anh nằm đây rồi. Không biết sao em đang kiểm tra xe em trước cũng bị một lần, hôm nay lại tiếp tục bị như thế. Không biết có cái gì và gì cho vào gáy em đi, em không biết gì luôn chị ạ. Anh có đứng lên không? Ngồi ra đây đi. Thôi anh ngồi xuống nghỉ ngơi đó. Anh có sao? Còn ít rồi không? Ít thì đấy quá sợ. Còn làm thế nào bây giờ? Thì cứ để em nghỉ. Tê hết gáy mỏi gáy chả. Còn đau nhiều không anh? Tê hết gáy không biết gì được cả. Giờ có em đưa anh đi khám nhỉ? Không phải đi khám được chị ạ. Em ngồi đây nghỉ một lúc thôi rồi em về thôi chị ạ. Sợ làm sao? Không sao đâu chị ạ. Em chỉ thấy hơi nước rửa vị trí này thôi chứ không bị làm sao đâu. Đau nhiều đấy.
Có chạy, không sao chạy. Từ hôm ta thấy mày đi chơi cùng cô này là ta thấy mình nhiều chuyện lắm rồi ấy.
Đâu? Quay cho mẹ xem nào. Đau ở đâu? Xem nào. Mày lần sau đừng qua lại với chị ấy đi nhá. Chị ấy thì là... Mày còn hỏi à? Chị ấy về rồi. Từ mai mày không qua lại với chị ấy đâu nhá. Từ lúc mày quen chị ấy là mày đau nhiều lắm rồi đấy. Mày nhiều chuyện xảy ra lắm rồi đấy. Nhưng mà không phải do chị ấy đâu mẹ. Mày còn biện minh cho chị ấy à? Bây giờ tao cấm mày đấy. Mày không được qua lại với những chị ấy đâu nhá. Nói là phải nghe lời. Bây giờ là đau rồi, nghỉ ngơi đi. Tí nữa là tắm rửa nghỉ ngơi đi nhá. Thank you.
Thank you.